tập trung vào nhu cầu thực. Tiềm năng phát triển thị trường bất động sản Thái Nguyên. Thị trường bất động sản Thái Nguyên nhiều năm qua luôn được các nhà đầu tư đánh giá là có nhiều tiềm năng phát triển lớn trong khu vực, đánh giá ấy hoàn toàn có cơ sở bởi sau hơn 5 thập kỷ tăng trưởng và phát triển, TP Thái Nguyên ngày càng khẳng định được vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật của vùng trung du miền núi phía Bắc, cùng với Hà Nội, Hải Phòng tạo nên tam giác kinh tế trọng điểm của miền Bắc. Sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định nâng cấp TP Thái Nguyên thành đô thị loại Y năm 2012, Thái Nguyên đã tập trung phát triển toàn diện, quy hoạch thành phố mở rộng tạo cảnh quan kiến trúc đô thị mới, đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, phát triển mạnh những ngành chưa thực sự là lợi thế như thương mại, dịch vụ, du lịch, trung tâm vui chơi dọc theo hai bên bờ sông cầu. Nhờ vậy, TP Thái Nguyên được đánh giá là có tiềm năng bất động sản lớn không chỉ của miền Bắc mà còn trên cả nước. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam thì mồi lửa kích thích đầu tư vào tỉnh này là việc Samsung quyết định đầu tư hơn 6 tỷ đô la Mỹ để xây dựng tổ hợp sản xuất điện thoại di động ở Thái Nguyên, không chỉ kéo theo hàng chục nhà máy sản xuất linh kiện phụ trợ, đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Samsung còn thu hút hàng trăm nghìn lao động, chuyên gia nước ngoài đến Thái Nguyên làm việc, tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở, từ đó kéo theo hàng loạt doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản về Thái Nguyên để đầu tư dự án. Ngoài ra, sự phát triển của hệ thống hạ tầng kết nối với Hà Nội và các địa phương lân cận cũng tạo ra điều kiện thuận lợi cho thị trường bất động sản Thái Nguyên phát triển. Bắt mạch, bất động sản Thái Nguyên, vừa thừa vừa thiếu. Theo một đơn vị kinh doanh bất động sản tại Thái Nguyên, thị trường bất động sản tỉnh này đang rơi vào tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, chưa bắt đúng mạch thị trường. Ngoài kênh đầu tư truyền thống là đất nền, đất ở nhỏ lẻ với lượng giao dịch ổn định thì sản phẩm bất động sản tại Thái Nguyên hiện chỉ loanh quanh với căn hộ chung cư hay biệt thự sinh thái sản phẩm chưa thực sự đa dạng. Đơn cử như phân khúc chung cư, hàng loạt đơn vị có tên tuổi đang cạnh tranh khốc liệt với nhiều dự án khủng liên tục được công bố. Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp này dồn dập tung ra các sản phẩm chung cư tầm trung khiến thị trường Thái Nguyên bị nghẹn ứ, hàng ngàn căn chung cư đứng trước nguy cơ ế ẩm vì không tìm được khách mua. Trong khi đó, phân khúc cao cấp cho người nước ngoài tại đây lại chưa thực sự được quan tâm. Hàng ngàn chuyên gia nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp Thái Nguyên vẫn đang thiếu chỗ ở và phải đều đặn di chuyển quãng đường hàng trăm km cả đi lẫn về giữa Hà Nội và nơi làm việc do không tìm được nơi an cư phù hợp. Căn hộ khách sạn 5 sao, lời giải thực tế cho bài toán bất động sản Thái Nguyên. Đi trước và đón đầu thị trường nhà ở cao cấp, đáp ứng yêu cầu đời sống cao của cộng đồng người nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp thuộc Thái Nguyên và các tỉnh lân cận, OPEC Group đã cho ra mắt OPEC Mandala Winham Thái Nguyên, dự án căn hộ khách sạn 5 sao nằm tại đường thống nhất. P Gia Sàng, TP Thái Nguyên. Sở hữu vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố, Apex Mandala Winham Thái Nguyên hưởng chọn lợi thế hạ tầng hoàn thiện, dễ dàng kết nối đến các khu công nghiệp và Hà Nội qua các tuyến đường lớn, thống nhất, Bắc Nam, cách mạng tháng 8 là điều kiện an cư lý tưởng cho nhóm các chuyên gia, quản lý nước ngoài đang làm việc tại đây. Dự án với quy mô 1351M2, bao gồm hơn 200 căn hộ khách sạn 5 sao hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp đi cùng chuỗi tiện ích nội khu đồng bộ bao gồm trung tâm thương mại, job house, gym, yoga, bể bơi vô cực, sky bar, không chỉ đáp ứng về không gian sống, tiện ích 5 sao. Apex Mandala Winham Thái Nguyên còn ghi điểm nhờ dịch vụ quản lý theo chuẩn quốc tế do thương hiệu vận hành khách sạn danh tiếng của Mỹ, Winham Hotel Group trực tiếp vận hành, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của nhóm khách hàng cao cấp. Thái Nguyên đang trên đà phát triển mạnh, lượng chuyên gia nước ngoài đổ về rất lớn, trong bối cảnh thị trường thiếu hụt nguồn cung khách hàng không có nhiều lựa chọn thì dự án đẳng cấp như Apex mandala winham thái nguyên chắc chắn sẽ hấp dẫn nhà đầu tư trong thời gian tới